Rồi, chào mừng anh em quay trở lại kênh Gà Rừng Bình Phước. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách làm cái máy ấp trứng á. Chỉ tốn khoảng 20.000 thôi. Rất đơn giản và dễ. 20-30.000 thì đó tùy. Nhất là các bạn chuẩn bị một cái thùng thùng giấy á. Thùng giấy, thùng xốp đều được hết, nhưng mà không có thì tận dụng cái thùng giấy cũng được đây. Đấy, các bạn xin ở tiệm tạp hóa hoặc là nhà các bạn mua thùng gì đó, thùng mì, thùng nhất gì đó, hay là thùng nước ngọt đó là nó có cái này này. Đó. Rồi chuẩn bị cho mình một cái thùng giấy đi ha. Một cuộn băng keo 20.000 chắc xài 8 năm mới hết á. Ý là xài nhiều lần mới hết á, nó dày lắm, xài có mà mấy chục lần mới hết được á, cuộn băng keo giấy này mà. 20.000 à. Đó. Rồi, bên này một cái bóng đèn sợi đốt nha. Nhìn này các bạn đầu chú ý này, bóng đèn sợi đốt khoảng bao nhiêu watt đây? Cái này của mình là chỉ có 60 watt thôi, cho nó tiết kiệm á, chứ đừng xài cái 100 watt hay là 200 watt, nó tốn điện lắm, tốn điện ghê lắm, sợi đốt tốn điện lắm đó. Rồi các bạn, cái bóng đèn này chỉ có 5.000 thôi đó. Cái bóng đèn này rất là rẻ, có 5.000 thôi. Rồi một sợi dây nữa, với cả một cái phích cắm này, cái ổ cắm này, cái chuôi á, chuôi điện này nè. Đó, tất cả cái này hết 5.000 là khoảng 10-15.000 thôi. Đó, 15 là nói chung là khoảng tổng cộng là hết khoảng 20.000 á, là các bạn có thể làm được một cái thùng thùng ấp trứng gà mini. Đó, mình dán kín xung quanh lại nhé. Mình dán kín xung quanh lại. Đó. Sau đó các bạn rải một lớp chấu dày khoảng 1 cm lên. Rồi chúng ta tiến hành xếp trứng vào. Xếp trứng vào nha. Đây, chúng ta có thể xếp trứng vào. Các bạn xếp gọn vào và chúng ta lên đánh số thứ tự hoặc là đánh số số trứng, ví dụ như ngày nào á. Thường là trứng gà là từ khoảng 18 đến 20 ngày, 21 hay 22 ngày là nó nở. Đó, được đến khoảng 1 tuần là các bạn sẽ chiếu là biết là nó có trống, có thể là có cồ hay không á. Cái video trước mình đã hướng dẫn là cái soi trứng rồi đó, các bạn chú ý xem. Đó, mình xếp trứng vào, đánh số vào nha. Đó, xong là sau đó chúng ta để một bát nước, tức là để tạo cái độ ẩm và hơi nước để cho nó đỡ bị nóng quá đó. Nó có hơi nước thì nó sẽ không không sẽ nở, tỷ lệ nở nó sẽ tốt hơn, mà không thì sẽ nóng và không có độ ẩm thì nó sẽ không không trứng sẽ không nở đâu. Đây. Đây như vậy này, đó. Các bạn đánh số trứng vào thì từ ngày bao nhiêu nha, ví dụ quá 20 ngày là hoặc là 7 8 ngày các bạn chiếu mà không có là phải bỏ trứng hư ra ngay để cho tránh ảnh hưởng đến những quả trứng khác nha. Rồi đó, nên như vậy thôi. Cũng cũng dễ mà đúng không? Rất đơn giản. Rồi để video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ soi trứng và nguyên nhân tại sao trứng không không nở hoặc là chết phôi đó. Video sau mình sẽ hướng dẫn để cho các bạn xem. Video này mình sẽ hướng dẫn cách làm thùng và cách lắp làm một cái thùng mini cho các bạn nào mà đam mê mà chẳng may mà không 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 có ấy á, không có gà gà ấp hoặc là gà ấp quá lứa hoặc là không không có điều kiện mua máy ấp trứng á, làm rất đơn giản đó. Nhiều khi mình chỉ có khoảng 3-4 quả thôi mình cũng ấp được đó, chứ không cần 10 đến 15 quả gì. Đây là cái này, cái nhỏ mini thôi mà. Đây này, đậy vào này, mở ra này. Một ngày các bạn chú ý là ấp trứng là một ngày các bạn đảo 3 lần thì càng tốt, để cho nó tránh nó bị cái bên mặt trước nó nóng quá và mặt mặt dưới thì lại không có nhiệt đó. Tức là một ngày nên đảo trứng 3 lần. Còn nếu mà các bạn mà rảnh nữa thì đảo khoảng 3 tiếng một lần, 4 tiếng một lần gì đó. Đó, thường thường thì mình chỉ đảo ngày khoảng 1 2 lần, 2 lần, 3 lần thôi. 3 lần là được rồi. Không cần đảo nhiều đâu. Đó, để nhiệt độ lúc đầu á, vì cho mình không biết căn nhiệt độ cho nên mình để nhiệt độ nó thấp thấp một chút, tức là cái bóng nó sát sát một chút á. Tại vì mới đầu á, trứng nó cần nhiệt độ cao, ví dụ như nếu mà ở máy ấp trứng nó là khoảng 37 độ 8, trứng gà là khoảng 37 độ 8, 37 độ rưỡi đó. Là thì mấy ngày đầu thì là trứng nó cần nhiệt độ lớn hơn một chút để nó tỷ lệ nó phát triển phôi phôi trứng thành con đó.
Còn khi nào mà trứng nó đã được 10 10 15 16 ngày trở đi thì chúng ta phải hạ nhiệt độ xuống để cho nó lúc nở là nó hạ hạ nhiệt độ xuống một chút. Đó, đây các bạn nên để một cái bát nước vào nhá. Rồi chẳng hạn như khi gà con nó sắp nở đó là các bạn phải để một cái tấm tấm một cái tấm ấy lên đây, cái tấm gọi là tấm tấm thưa thưa đó. Giống như cái rổ thưa hoặc là cái gì đó, nó có lỗ không khí là để thoát ra là được. Hoặc chúng ta làm một cái đan đan một cái gì đậy lên đây để tránh trường hợp gà con nó có thể là nhảy vào trong cái bát nước này nó chết. Đó, nhiều trường hợp các bạn bị gà con nhảy vào trong bát nước này là chết rồi. Đó, cho nên khi đàn gà gần nở các bạn đậy cái một cái tấm đan lên đây có lỗ không khí thoáng. Đó, là để khi gà con nó nở ra nó không nhảy vào. Đó, đấy, mình chỉ một số bước đơn giản thôi, chỉ có mười mấy 20.000 thì chúng ta sẽ có một cái máy ấp trứng khá là đẹp và tiện tiện dụng. Rồi mình thử cho các bạn xem nhé. Đây, đây là cái lò nướng bánh mì. Đùa các bạn ha. Đây, cái lò ấp trứng này nó sẽ như này đây. Để mình mở rộng cho các bạn xem nhé. Đó, đó. Khi nào mới thì mình phải đậy kín lại này này ha. Tại vì cái này mình làm cố tình làm những cái nữa lỗ khe hở bên cạnh để cho nó thoáng thoáng một chút đó, để tránh nhiệt độ nó quá nóng. Đó. Nhiều bạn mà nhiệt độ cao thì thường người ta kiểu đục lỗ, nhưng mà mình làm cái lỗ này rất thoáng rồi, tức là nó cũng không không có kín quá mà nó cũng không có hở quá, tức là nó phải giữ được nhiệt độ ở bên trong đó. Cái thành thùng này này các bạn, để cái thành thùng của mình làm hai lớp này. Đó, dán hai lớp này. Đây này, hai lớp để cho nó đỡ tỏa nhiệt ra ngoài á. Đó, các bạn nhìn thấy không, hai lớp bê tông, hai lớp cắt tông á, để cho nó không bị bớt, nó bị tỏa nhiệt ra ngoài á, để tránh nhiệt độ nó không bị thất thoát. Đó, các bạn để bát nước này, khi nào hết nước các bạn lại châm vào nha. Đó, sau khoảng 3 ngày đến 1 tuần là các bạn chiếu trứng được rồi, là biết là trứng có phôi hay không. Đó, rất đơn giản. Các bạn trước khi ấp vào trứng là các bạn lau lau trứng cho nó kỹ kỹ một chút. Còn nhiều nếu mà không, gà mới đẻ ra các bạn nhặt luôn, không cần phải lau cũng được. Nhưng mà chẳng hạn nó bẩn hay là gì các bạn nên lau cho nó sạch sẽ, đến khi chiếu nó dễ hơn. Đừng có lau nước nha, lau 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 khô khô thôi. Đó. Đây, chúng ta sẽ đậy vào như này. Đó. Đó, trong này nhiệt độ rất là nóng rồi đó. Đó, đậy lại. Cứ một ngày là mở ra 2-3 lần đảo trứng, xong bắt đầu lại đậy kín lại. Đó, như vậy này. Đó. Đấy, xong rồi đấy, đơn giản không? Rất là dễ nhé các bạn. Đây. Đó, mở nắp ra này, dễ không? Đó, các bạn ấp trứng cút, ấp trứng chim bồ câu hay là vân vân, và ấp trứng gà, trứng vịt thế này. Chung là không nên ấp chung các loại trứng vào với nhau, bởi vì mỗi cái loại trứng thì có một nhiệt độ khác nhau. Trứng gà ta khi nhiệt độ lại cao hơn trứng gà rừng nữa. Gà rừng bởi vì trứng nhỏ vỏ mỏng hơn là trứng gà ta, cho nên các bạn là nhiệt độ nó cũng sẽ thấp hơn. Đó, nhưng mà ý là mình làm cái này thì nó cũng khó cần nhiệt độ đúng không? Thì nếu mà cái máy kia thì cái máy 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 ấp trứng thì nó tỷ lệ nở nó không được 100% đâu, nó cũng hư hư nhiều lắm á, chắc chỉ được khoảng hơn 80 đến 90% thôi. Nói chung là nó cũng không có đều được đâu. Thì cái máy ấp trứng này chắc cũng vậy, là nó cũng không không có khả năng đều như là mẹ ấp đâu. Đó, nhiều con mẹ ấp thì nó ấp nhiều quá không được, nhưng mà ấp vừa đủ số trứng của nó thì được. Đó, nhìn chung là, nhưng mà thế này là vẫn nở, mình đã thử rồi và tỷ lệ thành công là cũng trên 85%. Đó, con lứa là lên đến 92%. Rồi nó còn nhiều điều kiện khác nữa để cho nó được một quả trứng nở hoàn thành. Nó còn kéo theo là một số khác nữa, ví dụ như là phôi không tốt, trứng nhiễm khuẩn, hoặc là ví dụ như là nhiệt độ nóng quá, hoặc là gà mẹ thiếu chất dinh dưỡng. Đó, nói chung là rất 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 nhiều trường hợp để một quả trứng nó bị hư, nó kéo theo khá nhiều trường hợp, chứ không phải là do một cái lò ấp không đâu. Đó, nhưng mà cái tỷ lệ này thì nó đã trên 85% rồi đó, mình đã thử rồi. Đó, cho nên các bạn yên tâm mà làm theo thôi. Rồi.
Đó, đơn giản lắm đấy, các bạn đảo, nếu mà đảo thì cần đảo này này, lật qua này đó, lật qua này này đó. Hoặc là quả này đây, đảo các bạn chú ý cái đảo nhé, mình chỉ luôn cái đảo này đó, đảo thì quả này đúng không, quả này các bạn cho nên trước quả này đó, lại đây đảo này, rồi quả này cho nên trước quả này đó, để cho nó đều á, đều nhiệt độ á. Đó, quả này thì lại lên đây chẳng hạn, đó quả này lại sang đây, nhường chỗ cho quả này đó, rồi lần ngược lên thế này đó. Các bạn cứ đảo chỗ ngoài mặt, đảo mặt trước lên mặt sau, các bạn còn phải đảo từ trái qua phải đó, thì ví dụ như cái mặt bên gần nhiệt thì nó đều hơn đó. Còn một số bạn thì xếp trứng ở vòng tròn 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 xung quanh cũng được, để cái bóng 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 điện nó ở giữa này cũng được, đây ở giữa này cũng được đó, xếp trứng xung quanh cũng được, cái này thì nó tản 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 nhiệt đều hơn, các bạn hiểu không, cái này thì tản nhiệt đều hơn đó. Mình khuyên các bạn nên để giữa, nhưng mà nếu mà các bạn cứ để ria cũng được, không sao đó, để ria như này này đó, để ria cũng được, hiểu chưa. Nếu các bạn cái bát nước các bạn cho nhỏ nhỏ lại một tí nữa, mà nó cao hơn một tí nữa, tại vì mình muốn để ví dụ cho các bạn xem luôn đó. Đó, cho nên lúc đảo trứng á, là các bạn phải đảo, ví dụ như quả này nó đã nằm đây rồi đúng không, thì bây giờ các bạn phải đảo cái quả này lên, nó thế chỗ quả này lật ngược lên đây, xong bắt đầu là lật ngược cái này sang bên này, tức là phải thế chỗ nó nhau, chứ bên này thì nhiều khi nó bên này nó nóng quá mà các bạn để nguyên đó thì nhiệt độ nó quá quá nóng rồi, hiểu không, mà cái quả này thì nhiệt độ lại quá yếu đấy, nên các bạn phải để đảo cho nó đó. Vừa đảo mặt trước mặt sau, còn phải phải đảo trên xuống dưới, dưới lên trên đó, để cho nó đều, trứng nó không bị quả thừa nhiệt quả thiếu nhiệt đó. 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 Một số cách là như vậy đó các bạn, nếu thấy hay thì đăng ký và nhấn nút like giùm mình nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào.